Rồi bà con coi chung máy bay trực thăng, chung máy bay trực thăng mà nằm ở trong nhà truyền thống của quân đội quận 10 bà con. Đó, nằm ở tôi quay. Ở đây còn có hai khẩu pháo nữa, để tôi quay cho bà con coi. Đó, thấy bà con thấy không? Đó. Đó, còn có hai khẩu pháo trước kia nha bà con. Ờ, nhà truyền thống đó bà con. Đó. Thấy không? Ở đây cũng có nhà mà trường mầm non của Lan Anh. Lan Anh này là con gái của vị thủ tướng Võ Văn Kiệt, Võ Thị Lan Anh. Đó. Con gái của vị thủ tướng á. Giờ có cơ ngơi này cũng được rồi. Ha. Tiếp tục làm, tiếp tục hưởng. Đó, đưa nó đường 32 nha bà con. À, tiếp tục nè, đó bà con thấy cây trái xinh ung à. Đó. Đó, thấy không? Trọn vẹn bà con thấy không? Đó, khẩu pháo, 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 pháo. Đây khẩu pháo nữa bà con. Đó, trong này thì chỉ có một cái máy bay với hai khẩu pháo thôi. Thu được nhiều họ trưng bày ở đây nhiêu rồi. Đó, cây cối rồi bà con. Đó, thấy không? Đây nè. Đó. Đó bà con thấy không? Cho nên là họ trưng bày ra ngoài này hết. Đây sân tennis, trời mưa chắc cũng không có ai. Đó, khẩu pháo thấy rõ bà con ha. Đó có trường mầm non nữa bà con. Đó, khẩu pháo. Chào bà con nha, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp, nào nào, xin chào.